Mới đây, dàn diễn viên đã để lộ nhiều hình ảnh thú vị, đáng chú ý trong số đó có cảnh các diễn viên phải vào rừng ghi hình. Diễn viên Hoàng Anh Vũ tiết lộ những hình ảnh hậu trường với bối cảnh trong rừng, ở thời điểm hơn 1 giờ đêm. Nam diễn viên chia sẻ rằng dù ở khung giờ độc như vậy nhưng đoàn phim vẫn đang phải chiến đấu với muỗi và vắt ở trong rừng. Đáng chú ý, trong loạt ảnh Hoàng Anh Vũ chia sẻ, khán giả phát hiện ra những diễn viên Võ Hoài Nam, Hồ Phong, Thu Quỳnh cũng có mặt. Ngoài ra, Mạnh Trường cũng hứa hẹn sẽ xuất hiện trong bối cảnh này, khi anh cũng đăng tải trên trang cá nhân bối cảnh khu rừng giống với địa điểm Hoàng Anh Vũ hé lộ. Liệu loạt ảnh hậu trường do Hoàng Anh Vũ hé lộ có liên quan gì đến câu chuyện trong phim hay chỉ là chuyến săn bắt đêm? Mời các bạn tiếp tục đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.